kết thúc đợt tiếp nhận, xác nhận nhập học đợt 1. Chỉ tiêu của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là 6.200 và hiện trường đã có 100% thí sinh trúng tuyển đến nhập học. Đại học Y Hà Nội cũng đã có. Trong khi các trường tốt đầu tuyển đủ ngay, thì nhiều trường tốt giữa và tốt dưới vẫn còn khá nhiều chỉ tiêu cho những đợt bổ sung. Dù nằm trong hệ thống các trường dân lập nhưng kết thúc đợt 1, Trường Đại học Đại Nam đã tuyển được gần 60% trong tổng số 2.000 chỉ tiêu. Theo đại diện nhà trường, dù còn tới hơn 40% chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung, nhưng nguồn tuyển khá dồi dào nên hy vọng tuyển đủ trong những đợt 2, đợt 3 là rất khả quan. Đối với các cái thí sinh mà đăng ký năm nay thì cái phổ điểm cao hơn hẳn với năm trước. Trong đó điển hình cái việc cao này là đối với ngành dược. Trong đó chúng tôi đã thống kê khoảng trên 30% là các em có điểm từ 25 đến 28. Cái điều này thì khẳng định một vấn đề là cái việc mà thí sinh và phụ huynh chọn đăng ký học là đối với các ngành các em yêu thích. Và cái ngành đó là cái ngành mà được đánh giá có cái chất lượng đào tạo tốt. Chứ không chứ nhất thiết là phải chọn những trường công hay là trường tư. Kết thúc đợt 1 xét tuyển, nhận định về tình hình tuyển sinh năm 2017, đa số ý kiến cho rằng bên cạnh việc vẫn còn một số tồn tại như vấn đề cộng điểm ưu tiên, thì nhìn chung năm nay kỳ thi xét tuyển khá thành công, theo hướng có lợi cho thí sinh và các trường, đặc biệt là vấn đề thí sinh ảo, bài toán nan giải trong nhiều mùa tuyển sinh đã được khắc phục tối đa.